Xin chào quý vị và các bạn. Trong khi các tỉnh thành khu vực Trung Bộ, Nam Bộ vẫn có một ngày chủ nhật với thời tiết ít mưa, tạnh ráo và nắng đẹp, thì tại Bắc Bộ, cảnh báo mưa dông đang gia tăng và mở rộng trên khu vực. Cục bộ có những điểm có mưa to đến rất to. Hình thế gây mưa cho Bắc Bộ lúc này là do có một vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500 đến 3.000 mét di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, gây mưa dông cho khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Sau đó thì vùng mưa sẽ lan dần và mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Dự báo mưa dông còn kéo dài đến hết đêm 30 tháng 9. Dự báo tổng lượng mưa từ hôm nay đến hết ngày mai 30 tháng 9 trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ trong khoảng từ 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Do mưa nhiều, quý vị cần đề phòng với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Phải sang đến ngày 1 tháng 10, miền Bắc có khả năng chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới thì mưa dứt, trời mát trở lại. Do mưa tăng dần nên hôm nay, nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ sẽ giảm dần, cao nhất chỉ quanh mức 29 cho tới 32 độ, thấp nhất về đêm và sáng chỉ từ 23 cho tới 25 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Trái ngược lại, ở Trung Bộ, hôm nay chỉ riêng Thanh Hóa có mưa rải rác về chiều tối, còn suốt khu vực từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận vẫn duy trì thời tiết tạnh ráo, nắng đều, mức nhiệt từ 32 cho tới 34 độ, thậm chí một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng, mức nhiệt cao 35-36 độ. Tương tự, ở phía Nam hôm nay mưa chỉ rải rác vài nơi về chiều tối, còn ban ngày trời nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trong khi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ cũng đạt ngưỡng cao từ 33 cho tới 35 độ, trời nóng nhẹ về trưa chiều. Trên biển, tất cả các vùng biển từ ven bờ ra ngoài khơi Bắc, giữa và Nam của Biển Đông cũng như khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có chung tình trạng gió nhẹ, ít mưa và sóng thấp. Thời tiết lý tưởng cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Bản tin thời tiết sáng 29 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.